Hello, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại với Cường Subaru. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và thật nhiều năng lượng. Trong cái video clip ngắn ngày hôm nay, Cường sẽ giới thiệu với các bạn một tính năng, đó là tính năng chân ga tự động tương thích kết hợp với định tâm làn đường của hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0. Như các bạn thấy trên màn hình, đây là vô lăng của chiếc Subaru Forester bản Philip 2023. Cái này là sử dụng hệ thống EyeSight 4.0 ha. Thì nói gọn ngắn gọn lại, chân ga tự động tương thích, các phím điều khiển nó sẽ nằm ở phía bên tay phải vô lăng đây, định tâm làn đường này. Đó. Khi nào mà hệ thống hoạt động kích hoạt thì các bạn sẽ thấy là hai cái phím này nó chuyển sang màu xanh lá. Hôm nay tôi sẽ nói về cái việc giữ khoảng cách với xe phía trước. Nó có bốn vạch khoảng cách, các bạn có điều khiển đây. Đây là giảm này, đây là tăng này. Các bạn thấy trên vạch, trên táp lô này, nó đã thay đổi này. Cái vạch khoảng cách á, càng nhỏ thì nó sẽ giữ khoảng cách với xe phía trước càng ngắn. Tất nhiên nó vẫn nằm trong cái giới hạn an toàn. Còn nếu như các bạn tăng lên cái mức tối đa là mức 4 chẳng hạn, sẽ giữ khoảng cách xa hơn để mình có thời gian có thể là chủ xe tự xử lý. Cái việc mà thay đổi khoảng cách với tốc độ, nó duy trì, nó sẽ tương thích với các vạch điều khiển này. Tôi sẽ giới thiệu thêm một cách nữa để các bạn setting cài đặt cái việc mà thay đổi tốc độ của hệ thống Cruise Control Adaptive. Nghĩa là như nào? Tức là đôi khi có những tình huống bạn di chuyển trên đường ha, trường đi, cài tốc độ 80 chẳng hạn. Tuy nhiên nó lại bám theo một xe phía trước với tốc độ khá là thấp, tầm 5-60 thôi. Và cái xe đó nó chuyển qua một cái len đường khác, thì xe EyeSight nó sẽ tăng tốc lên với tốc độ tối đa các bạn cài đặt lên 80. Thì cái việc mà tăng từ 50 đến 80 á, nó sẽ diễn ra đôi khi có những anh chị cảm nhận là cái xe nó tăng tốc quá là nhanh. Và khi nó tăng tốc từ 50 đến 80, nó rú ga lên khá là nhanh. Hoặc đôi khi á, đang chạy 80 rồi, nhưng mà gặp đối tượng xe phía trước lại chạy chậm, nó nhập vào cái len đường của mình. Thì cái việc giảm tốc độ của xe nó cũng giảm ra khá là đột ngột, nó tạo ra sự không thoải mái. Để các bạn cài đặt thay đổi độ nhạy của chân ga tự động tương thích, chi tiết tôi sẽ giới thiệu ở đây, các bạn sẽ thấy ngay ha. Đây là cái phím cài đặt ha. Cái này là cái phím tiến lên lùi xuống, nhưng mà nó là cái vòng lọc nha. Các bạn để ý khi mình cài nó sẽ chạy. Khi nào màn hình nó hiện ra chữ Pull and Hold Eyeset Quick for Menu, bấm vào Eyeset này, bấm vào giữ nha. Pull and Hold mà nó đã vào trong setting của xe rồi ha. Green setting này, mình không chọn cái này. Go back là thoát ra. Via của setting thôi, cái này cũng là một cái vấn đề khác, mình sẽ không đụng tới. Đây, vào Eyeset, chọn Eyeset. Ở đây nó sẽ có mấy cái tính năng của EyeSight có thể thay đổi được. Cái mình quan tâm hôm nay là cái thay đổi cái độ nhạy của chân ga, của cái tính năng chân ga tự động tương thích thôi. Đây, cái này mới là cái quan trọng này. Các bạn để ý nó là cột 3/6 ha. Cruise Control Acceleration. Đấy. Rồi chọn nó, bấm vào EyeSight. Nè, các bạn thấy không? Nó có 4 mốc. Mốc đầu tiên, level 1 là Eco. Mốc 2 là Comfort. Mặc định cái tất cả các xe bàn giao ra là cài ở mấy cái mốc 3 này là các bạn Standard này. Còn đây, mốc 4 là Dynamic. Thì mình sẽ chọn đi. Giả sử chọn Dynamic đi. Rồi, chọn nó thì bấm vào Eyeset ha. Khi nào nó hiện ra Setting Complete là xong. Rồi, sau đó các bạn ra chọn tới Go Back, thoát ra. Tùy theo cảm nhận của các bạn, xe mình đang chạy các bạn cảm nhận thế nào. Nếu như các bạn thấy là cái với cái setting hiện tại các bạn cảm thấy ổn thì thôi mình không thay đổi. Nếu như các bạn cảm thấy cái setting hiện tại của Cruise Control Adaptive á, chưa như các bạn mong muốn, là các bạn muốn nó bốc hơn nữa, thì các bạn có thể chuyển qua mức 4 là Dynamic. Còn nếu như các bạn cảm thấy là việc thay đổi tốc độ này nó diễn ra khá là gắt, thì thôi mình về mức 2 Comfort. Chỉ cần chọn vào setting complete là xong, và sau đó thoát ra, cứ go back thoát ra là xong. Hy vọng là cái tip vừa rồi sẽ hữu ích đối với các bạn trong quá trình sử dụng xe Subaru có hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video clip sau.